Trở về các định điểm số cho số trung tâm 8-14. Kéo ban tổ chức tôi xin cảm ơn ông Dương và ba sẽ có những bài ủng hộ cho ban tổ chức 1 triệu đồng. Khi chân thành cảm ơn. Không có là gì ai và vào bóng ăn qua. Wow, chân ơi. Thứ 4 Việt Nam, qua đánh bóng rất rất ở miền Nam, mùng 2/9 ủng hộ và qua đánh bóng đói của ban tổ chức 1 triệu đồng và đẹp cho trung tâm 9/16. Hiện nay thì do ban tổ chức rất nhiều thẻ cá nhân, những mạnh thường quân đang ủng hộ cho ban tổ chức, còn nữa rất là cảm ơn ông bà đã ủng hộ phong trào tổ chức và xin tiếp tục mời các bộ nhân dân và theo dõi cổ vũ rất chặt chẽ và trận bóng đói của Hà Quốc tôi đẹp cho Phúc Lâm 10/16. Mười một mười sáu rồi, ủng hộ của tất cả con em quê hương cũng như con em đang công tác trên mọi miền tổ quốc và để ủng hộ cái phong trào tháng quê hương đó. Cuối biển con em ủng hộ chúng tôi sẽ công khai trực tiếp để quý vị đại biểu cũng như nhân dân nắm được. Một lần nữa thì thay mặt cho ban tổ chức xin được chân thành cảm ơn chú Dư là con ông Năng đang ở trong Việt Nam có về nghỉ lễ ngày 12/9 ủng hộ cho câu lạc bộ bóng chuyền hơi cũng như phong trào của địa phương với số tiền là 1 triệu đồng. Xin chân thành cảm ơn chú Dư. Để xuất vào trước thì xin mời tổ trọng tài từ cái mô tổ hình chiếu rất tốt và pha cái bóng giật lưới chúng ta rất bất ngờ. Chúng tôi cùng toàn thể nhân dân và hiện nay thì các trận trong khuôn khổ vòng bảng đang được diễn ra hết sức quyết liệt do điều kiện thời tiết nắng nóng. Mong quý đại biểu cũng như các vận động viên chúng ta hãy cố gắng phát huy dành những pha bóng đẹp nhất để cống hiến cho khán giả. Trong quá trình tổ chức thì ban tổ chức chúng tôi cũng nhận được sự đóng góp, sự cảm ơn của quý đại biểu cũng như của các vận động viên. Trong quá trình tổ chức thì không tránh khỏi những sơ suất, cũng mong xin được quý đại biểu cũng như các vận động viên chúng ta hết sức thông cảm chia sẻ cho ban tổ chức. Một lần nữa xin được cảm ơn các cô bóng đã để thành số là công lý sự thành công của ban tổ chức trong buổi sáng ngày hôm nay. Đúng rồi. Rất mạnh. 20-13. Xin mời đội sân phương và đội sân phương và sân phương của chúng tôi. Mời đội sân phương.